Chú tôi. Trong bên mình chuyện này thì không có quân đột biến. Đường bài Babylon này thấy mỗi con hiêu và con voi bị hiêu đâu, chưa thấy thêm gì. Đây rồi, thấy quả phụ thế nên đôi vòi nữa dành cho bài cầm Summer này. Gặp cầu thủ mùa 2 à? Mùa 2 đây là người cầm Katha, ăn tranh với Katha. Bởi vì cánh bên này sẽ bằng lại phải cố gắng gặp AC, lại phải ôm bom cố gắng như trận trước vậy. Nhưng AC bên kia, bên kia 13-15% kìa. Khá đẹp đấy. Zokon,
Đẩy xì đánh chém luôn cho nó mát. Mình chưa ăn được vàng. À, mùa 4 là gì Kata? À, xin lỗi, mùa 4 là... À, như vậy là nhìn nhầm quân rồi, đây là Kata, xin lỗi. AC mới là mùa 2, xin lỗi anh em. Tôi nhầm quân. Vâng, thấy tưởng AC đánh chém thì lại không siêu chắc chày. Chúng ta có chung kết của chung kết. Có chung kết của chung kết.